Kính chào các đồng chí và quý vị. Mở đầu chương trình, mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi phần tin hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh trong tuần qua. Tuần qua tại tỉnh Tây Ninh, khối thi đua quân sự địa phương quân khu 7 tổ chức sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023. Dự hội nghị có Thiếu tướng Đặng Văn Lẩm, Phó Tư lệnh quân khu 7, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Bình Thuận, Long An, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. 6 tháng đầu năm nay, khối thi đua quân sự địa phương quân khu 7 đã quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương của Đảng, nghị quyết chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy quân khu, tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Bám sát chủ đề tư tưởng chỉ đạo của phong trào thi đua năm 2023, ba khâu đột phá mà Đảng ủy quân khu 7 đã xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025. Hoạt động thi đua diễn ra sôi nổi toàn diện trên các lĩnh vực đời sống của lực lượng vũ trang tỉnh, thành phố. Các mô hình thi đua và nội dung đột phá được tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong công tác huấn luyện, các địa phương đã bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, vận dụng nguyên tắc 6 mối kết hợp. Kết quả huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, từ 75% đến 100% khá giỏi. Kiểm tra 3 tiếng nổ đạt giỏi an toàn tuyệt đối. Công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hoàn thành chỉ tiêu đặt ra cả về số lượng lẫn chất lượng. Qua các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm nay, toàn khối có 1.923 cá nhân và 1.270 tập thể được biểu dương khen thưởng. Tuần qua, khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023. Khối thi đua nội chính tỉnh có 8 đơn vị, gồm Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trại giam Xuyên Mộc, Cục 10, Bộ Công an và Hải đoàn Biên phòng 18. Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua của khối được duy trì thường xuyên, sâu rộng, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của các tổ chức cá nhân, phát huy nội lực trong cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Điển hình như Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sư đoàn 302, huy động 1.320 ngày công của cán bộ chiến sĩ, giúp nhân dân huyện Châu Đức thu hoạch 20.160 ký tiêu. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ủng hộ quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh hơn 4.500.000 đồng. Công an tỉnh tổ chức 90 buổi tuyên truyền pháp luật cho 25.000 công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tuần qua, chi bộ quân sự thị trấn Long Điền, huyện Long Điền tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú Nguyễn Trung Tiến và Nguyễn Hoàng Lê Minh. Tại buổi lễ, đồng chí Võ Hoàng Phúc, Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ quân sự thị trấn đã công bố và ra quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Trung Tiến và Nguyễn Hoàng Lê Minh, đồng thời dặn dò đồng chí đảng viên mới cần luôn rèn luyện tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng là một người đảng viên. Đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh, điều lệ Đảng, nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuần qua, Ban Chỉ huy quân sự Quỹ Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân dân tặng gia đình đồng chí Nguyễn Thành Hưng, là quân nhân dự bị thuộc tiểu đoàn Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà cấp 4 được xây dựng trên nền đất của gia đình có diện tích 35m², gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và công trình phụ, với tổng kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng. Trong đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đất Đỏ hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình góp thêm 20 triệu đồng. Đây là việc làm thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đất Đỏ và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện trong việc chăm lo giúp đỡ gia đình quân nhân dự bị có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho gia đình đồng chí Hưng có nơi ở ổn định để phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tạo sự gắn bó, đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Trong tuần, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ đã phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã tổ chức thực hiện mô hình lực lượng vũ trang thị xã Phú Mỹ
đồng hành cùng tôn giáo trồng cây gây rừng, với sự tham gia của hơn 100 cán bộ chiến sĩ và tăng ni Phật tử trên địa bàn thị xã. Ngay sau buổi lễ, toàn thể cán bộ chiến sĩ và tăng ni Phật tử tiến hành trồng hơn 300 cây giáng hương tại thôn Phước Thành, xã Tân Hòa. Hoạt động này nhằm thiết thực hưởng ứng và thực hiện tốt chủ trương trồng cây xanh trên địa bàn thị xã, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang thị xã với các tôn giáo trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường. Thưa các đồng chí và quý vị, Lữ đoàn 167 đóng quân tại xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, trực thuộc vùng 2, quân chủng Hải quân, được mệnh danh là Lữ đoàn Tia Chớp khi sở hữu các tàu pháo và tàu tên lửa hỏa lực mạnh, tốc độ cao. Đây là đơn vị chiến thuật có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng tiến công tiêu diệt các tàu mặt nước của địch. Trong 10 năm xây dựng phát triển, Lữ đoàn 167 luôn làm chủ hoàn toàn vũ khí, trang thiết bị hiện đại, khẳng định vai trò là cánh quân chủ lực, lá chắn thép trong bảo vệ vững chắc vùng biển, thêm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Nhằm tăng cường sức mạnh và khả năng bảo vệ chủ quyền biển đảo, thêm lục địa của Tổ quốc, đồng thời thực hiện yêu cầu hiện đại hóa quân chủng Hải quân, ngày 12 tháng 7 năm 2013, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Lữ đoàn Tàu pháo tên lửa 167 thuộc vùng 2 Hải quân, đóng quân tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đến tháng 12 năm 2017, cùng với một số đơn vị thuộc vùng 2, Lữ đoàn 167 chuyển căn cứ về xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Là đơn vị chiến đấu, Lữ đoàn 167 được trang bị nhiều tàu thuyền, vũ khí, khí tài hiện đại. Là cái đơn vị mà được trang bị các cái loại phương tiện vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại. Cho nên là từ cán bộ đến chiến sĩ là có những cái quyết tâm rất là lớn trong cái quá trình công tác. Gần như là tất cả các cái đồng chí mà có năng lực ở các cái đơn vị trong vùng và ngoài vùng thì được quân chủng như vậy là tạo điều kiện để tập trung để xây dựng Lữ đoàn 167. Để làm chủ vũ khí trang bị, Lữ đoàn 167 luôn chú trọng công tác huấn luyện bám sát phương châm, cơ bản thiết thực vững chắc, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến. Đột phá vào huấn luyện cơ bản, làm chủ chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị khí tài và thực hiện quy tắc an toàn. Do đó, kết quả kiểm tra hàng năm luôn đạt 100% yêu cầu, trên 82% đạt khá giỏi. Trong đó tổ chức diễn tập chiến thuật dòng tổng hợp có bắn đạn thật trên biển, cho các tàu 100% đạt khá giỏi. Độc lập tác chiến cũng như tác chiến trong tình hình mới, chủ động hơn trong nắm quản lý vùng biển và tham mưu đúng trúng cho Đảng ủy chỉ các cấp như quân chủng để sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Cùng với làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, việc làm chủ tình huống, khả năng, kỹ năng tác chiến, bản lĩnh chính trị luôn được Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn quan tâm thực hiện. Đây là một đơn vị tàu chiến đấu. Do vậy, chúng tôi xác định xây dựng mối đoàn kết nhất trí trong ban thường vụ Đảng ủy lữ đoàn, Đảng ủy lữ đoàn và toàn đơn vị để cùng nhau cùng một mục tiêu xây dựng một cái lữ đoàn 167 vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Tròn 10 năm xây dựng và phát triển, Lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân nhiều lần được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng 2 biểu dương khen thưởng, minh chứng cho sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của toàn lữ đoàn trên bước đường xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Xây dựng lữ đoàn phải chính quy, thống nhất và có tính kỷ luật nghiêm, và đặc biệt là xây dựng lữ đoàn vững mạnh, toàn diện, thực sự mẫu mực, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân chủng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trước yêu cầu của nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 167 quyết tâm phát huy truyền thống chính quy, tinh nhuệ, quyết chiến quyết thắng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cánh quân chủ lực, lá chắn thép của vùng 2 Hải quân anh hùng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.
Thưa các đồng chí và quý vị, với phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, nhiều cựu chiến binh có người còn mang trong mình những vết thương, những bệnh tật do chiến tranh để lại. Nhưng họ vẫn luôn nỗ lực vươn lên. Cùng với những ý chí kiên định, sự đồng hành hỗ trợ của các cấp hội cựu chiến binh đã góp phần giúp hội viên có cuộc sống ổn định hơn, đồng thời là chỗ dựa tinh thần cho những gia đình chính sách, những thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là những hoạt động ý nghĩa, tri ân, đền đáp công ơn của những người đồng đội sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia, khói lửa bom đạn đã lấy đi một bên chân. Dừng trở về với cuộc sống đời thường, ông Phạm Văn Nhân, thương binh hạng 3/4 ở ấp 1, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, vẫn nỗ lực lao động để phát triển kinh tế gia đình. Năm 1999, sau khi rời quê hương Tiền Giang đến Bà Rịa Vũng Tàu, gia đình ông sử dụng toàn bộ số vốn tích lũy, mua 5 công đất và vay 5 triệu đồng theo chính sách dành cho người có công để đầu tư trồng nhãn và chăn nuôi heo. Năm 2021, ông được tín chấp cho vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư thêm vào vườn nhãn. Bằng nghị lực và ý chí của mình, sau hơn 10 năm gầy dựng, hiện nay gia đình ông đang sở hữu vườn nhãn hơn 2 hecta, thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng một năm. Hơn nữa, ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 dân công địa phương, thu nhập 250 đến 300 ngàn đồng một ngày. Thì hỗ trợ vấn đề về giá vốn ngân hàng, chính sách, rồi hỗ trợ những cái mà tập huấn hay là những cái mà anh em đi trước đó, người ta tư vấn cho mình rồi mình học hỏi thêm. Lúc ban đầu là rất khó khăn, nó sau này cái nhờ có đồng tiền vay vốn ngân hàng, rồi nhờ anh em hỗ trợ ở địa phương, ở những ngày thương binh liệt sĩ thì cũng hỗ trợ cho mặt kinh tế, thì hàng năm hàng tháng mình lãnh thêm cái tiền thương binh nữa. Trong chiến tranh, những người lính luôn sát cánh bên nhau, trở về với đời thường họ lại giúp nhau làm kinh tế bằng việc chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, hỗ trợ nhau con giống, nguồn vốn. Như câu lạc bộ nữ cựu chiến binh thị trấn Long Hải, huyện Đông Điền đã xây dựng mô hình góp vốn xoay vòng không tính lãi, giúp hội viên cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Tham gia mô hình này, hàng tháng mỗi hội viên góp từ 500.000 đến 2 triệu đồng tùy vào điều kiện kinh tế. Từ nguồn quỹ này sẽ có 2 hoặc 3 người được nhận vốn để đầu tư chăn nuôi, buôn bán nhỏ hoặc sắm sửa vật dụng sinh hoạt. Nhờ sự đoàn kết chung tay của các hội viên nên sau gần 20 năm triển khai, đời sống của hơn 90% hội viên câu lạc bộ đã ổn định, phát triển hơn so với trước khi tham gia câu lạc bộ. Hiện câu lạc bộ chỉ còn 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nên lúc mà chưa có tiền thì các binh câu lạc bộ đây này giúp đỡ cho vay tiền để về để chăn nuôi, mua cám thức ăn cho heo. Mỗi một năm cũng kiếm 100 triệu. Cái vốn quay vòng của chị em thì thấy rất là bổ ích. Như tôi đây là 4 phần, họ cho hộ một lần lụt luôn là được 20 triệu. Thì cô về cô mở cái quán cô bán bún bò, bún rêu. Mình cùng lấy cái vốn đó dân ra là mua bàn, mua ghế, mua tôm, mua chén để phát triển với kinh tế. Giúp hội viên an cư lạc nghiệp cũng là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh. Năm 2022, nhờ Hội Cựu Chiến binh tỉnh vận động các mạnh thường quân, căn nhà mơ ước của gia đình cựu chiến binh Nguyễn Thanh Hải tại ấp Vinh An, xã Bình Giá, huyện Châu Đức đã thành hiện thực. An cư trong căn nhà mới, ông Hải thêm vững tâm để lập nghiệp. Mừng lắm. Lúc nào giờ mơ ước, nhưng bây giờ là có rồi. Bây giờ là nói chung là an tâm rất là an tâm để mình làm. Toàn tỉnh hiện có hơn 16.000 hội viên hội cựu chiến binh, trong đó gần 3.000 hội viên là đối tượng được hưởng chế độ chính sách. Những năm qua, hội luôn xác định nhiệm vụ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là đòn bẩy, là động lực thúc đẩy phong trào hội đi vào chiều sâu. Để hỗ trợ cho các gia đình hội viên khó khăn, hội cựu chiến binh đã quy động hơn 400 tỷ đồng từ các nguồn vốn vay ngân sách cũng như vốn tự huy động từ hội viên hỗ trợ giúp đỡ cho hàng chục ngàn lượt hội viên vay để đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Vận động tặng hơn 4.700 suất quà cho gia đình hội viên neo đơn, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách hơn 2 tỷ đồng. Sửa chữa và xây mới 4 căn nhà nghĩa tình đồng đội. Các đồng chí và quý vị vừa theo dõi chương trình Quốc phòng toàn dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý vị.
Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.